Nhằm không ngừng nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng làm việc cho cán bộ làm công tác tín dụng chính sách xã hội, ngày 30 tháng 9, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2021 cho cán bộ ngân hàng chính sách trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lang Chánh có đông đảo cán bộ viên chức ngân hàng chính sách xã hội huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản trong việc đánh giá, điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2021, hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, cách điều tra thông tin, cách lập các biểu mẫu, biên bản và quy trình thẩm định, công nhận, phương pháp rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Qua hội nghị tập huấn, giúp cán bộ công chức ngân hàng chính sách xã hội nắm vững quy trình để xác định đầy đủ, xác định hộ nghèo, chính xác, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều, từ đó đưa ra những phương hướng giải pháp cụ thể, phù hợp để có thể tổ chức thực hiện, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời, cùng nhau hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, phát huy được ý nghĩa của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.